Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn cách nhân hai số, mỗi số có hai chữ số cái dạng là a không b nhân với c không d. Thì cách nhân như thế nào mời các bạn quan sát ở cái bài giảng video này. Ta lấy 102 nhân 201 chẳng hạn. Đấy. Thì bước 1 các bạn lấy 1 nhân 2 là 2. Đấy, hai chữ số đơn vị nhân lại với nhau, 1 2 nhân 1 là 2. Rồi nhân chéo. 1 nhân 1 là 1, 2 nhân 2 là 2 là 4, cộng lại 5. 5 thì các bạn đặt ở vị trí này và kết quả hai số 0 phải đặt ở đây. Vậy 102 nhân với 201 bằng 20.502 các bạn nhé. Tiếp tục ta làm một ví dụ nữa là 303 nhân với 404. Thì cũng như vậy, ta lấy 3 nhân 4 là 10, 12. Rồi 3 nhân 4 là 2, chứ số hàng đơn vị nhân lại 12. Thế giờ này chọn một số nữa. Thế đây là 3, 2 số nữa. 3 nhân 4 là 12. 3 nhân 4 là 12. Cộng lại 24. 24 thì các bạn đặt vào vị trí giữa này. 24. Vậy kết quả là 122.412. Các bạn nhé. Chúng ta thêm một ví dụ nữa, đó là 506 nhân với 607, ví dụ như vậy các bạn nhé. Thì ta lấy 5 nhân 6 là 30, các bạn đặt ở đây. 6 nhân 7 là 42, các bạn đặt ở đây. Giờ này là hai số, 5 nhân 7 35, ok. 6 6 36, cộng lại ở đây là 71, 71 đặt ở vị trí này, đấy, kết quả này. Bạn nhé. Tiếp tục chúng ta thực hiện tiếp 809 nhân với 908 chẳng hạn. Đầu tiên lấy hai chữ số hàng cao nhất nhân với nhau, 8 nhân 9 là 72. Ok. Hai chữ số đơn vị nhân lại với nhau, 9 nhân 8 72. Giờ này hai số 8 nhân 8 64. 9 nhân 9 81 cộng lại bằng này 5 145. 145 mà đấy 3 số cho là 45 mặt ở đây. Còn 1 thêm ở đây nữa cộng lại 7 3 4 5 7 2. Vậy kết quả là 734.572 các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta lấy một ví dụ nữa. 909 nhân với 101 thì sao? Đấy. Chúng ta lấy hai chữ số hàng cao nhất nhân với nhau, 9 với nhân 1 là 9, các bạn đặt đây. Rồi 9 nhân 1, hai chữ số đang đưa với nhân nó, 9 nhân 1 là 9 đặt ở đây. Rồi nhân chéo lên. Đây là 9. Đây là 9 cộng lại là 18. 18 giờ này là ba số các bạn, đây là số 0 này. 18 đặt ở đây vị trí này. Đấy. Chúng ta có thể kiểm tra điều này bằng bằng gì? Máy tính bỏ túi. Đây các bạn. 909 nhân 101. Đấy, 91.809 các bạn, y chang luôn đấy. Các bạn nhé. Tiếp tục các bạn có thể thực hiện phép nhân tiếp theo, đó là 707 nhân 601 chẳng hạn. Các bạn nhân hai chữ số cao nhất với nhau, 7642 đặt ở vị trí này, ok. 7 nhân 7 là 1 đặt ở đây, số 0 nằm ở đây, các bạn nhớ như vậy. Giờ này là hai số 71 là 7, 76 42 cộng lại là 49. 49 đặt vào đây. Vậy kết quả là như thế này. 424.907. Ta kiểm tra máy tính vào túi thì sao? 707 nhấn cho 601 601. 424.907 các bạn nhé, y chang luôn. Đấy.
Chúng ta thêm một ví dụ như sau. 6 lính 5 nhân với 9 lính 9. Ta lấy hai chữ số nhé, 96 54 đặt ở đây, ok. 95 45 đặt ở đây, ok. Giờ này là hai số, nên giờ hai số. 97 63 97 5 96 54. Ok. 95 45 cộng lại. Đây là 99. 99 đặt vào đây. Kết quả là 49945. Đấy các bạn nhận như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.